bé này tầm 10 tuổi, đang ngồi một mình trên một góc phố Afghanistan, khuôn mặt em ủ rũ và thu mình lại, quần áo đã cũ và sờn. Nhưng chúng ta thấy một người đàn ông đến gần cậu bé và vẫy tay ra hiệu. Cậu bé này là một trong số hàng ngàn trẻ em ở Afghanistan bị buộc phải tham gia vào một đường dây gọi là Bacha Bazi hay trai nhảy. Những người đàn ông tụ tập trong phòng tối xem các cậu bé mặc quần áo phụ nữ và nhảy múa để giải trí. Bầu không khí căng thẳng và khó chịu, khuôn mặt các chàng trai lộ rõ sự sợ hãi và bối rối. Bacha Bazi nghĩa là trai nhảy, một hình thức bóc lột và lạm dụng tình dục trẻ em đã diễn ra ở Afghanistan trong nhiều thế kỷ. Những đứa trẻ này phải trang điểm, mặc váy áo phụ nữ, mặc áo lót đột ngực, đeo chuông và nhảy múa trong các bữa tiệc. Trong khi đó, ông chủ và các khách khứa mặc sức sờ soạn. Khi tàn tiệc, bọn trẻ được bán cho những người trả giá cao nhất. Họ bị cưỡng bức tập thể, đổi lại chúng sẽ có tiền và thức ăn. Tại Afghanistan, có một câu nói có thể lột tả được toàn cảnh bức tranh kinh khủng này. Phụ nữ là để sinh con, trai trẻ là để mua vui. Do xã hội, Afghanistan cấm tuyệt đối phụ nữ và đàn ông được tiếp xúc với nhau. Phụ nữ cũng không được lộ diện ở nơi công cộng. Trai nhảy trở thành công cụ mua vui cho những người đàn ông lớn tuổi, giàu có và quyền lực, bao gồm cả quan chức, cảnh sát và sĩ quan quân đội. Những người này khăng khăng cho rằng họ không yêu nạn nhân nên hành động lạm dụng không bị coi là quan hệ đồng tính luyến ái. Nạn nhân của phong tục này thường là những bé trai từ 10 đến 18 tuổi, mồ côi hoặc nghèo đói, một số bị bắt cóc, số khác bị chính gia đình bán đi trong cơn túng quẫn. Tại nhiều quốc gia, hành vi lạm dụng tình dục có thể bị khép tội ấu dâm. Nhưng tại Afghanistan, cảnh sát lại dễ dàng bỏ qua cho những người đàn ông trung niên phạm pháp này, chỉ đơn giản họ không muốn đụng vào thế lực ngầm. Những đại gia coi việc sở hữu càng nhiều trai đẹp là thể hiện quyền lực của bản thân. Việc nuôi trai tốn rất nhiều chi phí ăn ở, quần áo đẹp, do đó có nhiều trai nghĩa là giàu có. Các Bacha Bazi bị sang chấn tâm lý nghiêm trọng vì thường xuyên bị cưỡng hiếp. Không những thế, họ còn bị kỳ thị và đẩy ra ngoài xã hội. Một số cậu bé cố gắng tìm cách trốn thoát, bất chấp rủi ro có thể bị sát hại nếu bại lộ. Nhưng dù có tẩu thoát thành công, đa số không có chỗ nào để đi. Phỏng vấn những Bacha Bazi còn sống sót sau khi trốn thoát, họ nói về những chấn thương và nỗi đau mà họ đã trải qua vì sự xấu hổ và tội lỗi mà họ mang theo cho đến ngày nay. Tôi chỉ là một đứa trẻ khi nó xảy ra, họ bắt tôi đi và buộc tôi phải nhảy cho họ xem. Tôi quá sợ để nói không, quá sợ để chống lại. Những ký ức này vẫn ám ảnh tôi mỗi ngày. Tôi nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ kết thúc, tôi đã nghĩ mình sẽ mắc kẹt trong căn phòng đó mãi mãi. Đáng buồn thay, vấn nạn trai nhảy không chỉ xảy ra với các gia đình nghèo khó mà nó thậm chí còn diễn ra trong trường học. Chỉ riêng tại 3 trường học ở tỉnh Loga, phía nam thủ đô đã có 165 cậu bé tố cáo bị giáo viên, hiệu trưởng và quan chức địa phương lạm dụng tình dục một cách có hệ thống. Một cậu bé 14 tuổi đã nói, thầy giáo yêu cầu em vui vẻ một chút để đổi lấy việc vượt qua kỳ thi cuối kỳ. Sau đó, người đàn ông này đưa cậu bé đến thư viện trường, khóa trái cửa và cưỡng hiếp. Ở cùng trường, một nam sinh 17 tuổi cũng kể lại cách hành xử tương tự từ hiệu trưởng. Cậu nói người này đã đe dọa sẽ giết cậu nếu dám nói với bất kỳ ai. Những đứa trẻ này không chỉ không nhận được sự bảo vệ từ gia đình mà thậm chí chúng còn bị xua đuổi. Cậu bé 17 tuổi đến từ trường trung học Hamid Karzai, một nạn nhân của lạm dụng tình dục, thừa nhận cậu bị đuổi ra khỏi nhà và không còn cơ hội đến trường. Bố nói nếu để bố gặp lại, ông ấy sẽ giết cháu. Vào năm 1996, sau khi cầm quyền, Taliban đã nghiêm cấm Bacha Bazi vì điều này đi ngược lại với luật Sharia trong đạo Hồi là nghiêm cấm quan hệ đồng giới. Sau khi Taliban thất thế, Bacha Bazi lại phát triển mạnh mẽ. Lực lượng quân đội Mỹ có mặt tại Afghanistan suốt 16 năm qua trong cuộc chiến dai dẳng chống lực lượng khủng bố Taliban. Họ biết rõ vấn nạn này nhưng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Trong một lần gọi điện về nhà, Gregory Buckley, một sĩ quan quân đội Mỹ trú tại miền nam Afghanistan, nói với cha rằng vào ban đêm ở doanh trại, anh có thể nghe thấy tiếng la hét của những bé trai đang bị đám cảnh sát địa phương hãm hiếp. Ông kể lại, con trai tôi nói rằng cấp trên đã ra lệnh cho nó lờ đi vì đó là văn hóa của họ. Mặc dù Taliban đã nắm lại chính quyền vào tháng 8 năm 2021, nhưng không có nhiều hy vọng rằng Bacha Bazi sẽ chấm dứt. Vì quyền của phụ nữ vẫn bị đàn áp một cách nghiêm trọng và các hoạt động cũng như khả năng di chuyển của họ bị hạn chế tối đa nên tục lệ Bacha Bazi vẫn sẽ còn tồn tại. Mặc dù Taliban đã từng cấm hành vi này, nhưng họ lại sử dụng các em làm binh lính, vệ sĩ hoặc đánh bom cảm tử. Hệ thống pháp luật ở quốc gia này hiện nay rất phức tạp và không nhất quán. Quyền lực vẫn nằm trong tay rất nhiều cá nhân nên rõ ràng hoạt động của Bacha Bazi vẫn tiếp tục mà không có bất kỳ sự trừng trị nào.
Mặt khác, gia đình của các cậu bé Bachabazi từ chối báo cảnh sát vì cho rằng hành vi này làm ô danh họ và họ không tin tưởng vào hệ thống pháp luật.